Làm gì thế? Tô Phóng, cậu làm gì vậy? Tô Phóng, cậu làm gì vậy? Mình nhớ ra rồi. Hôm đó tay mình đập lên bia đá, làm rách tay. Cậu muốn làm gì? Tô Phóng, Tô Phóng, cậu làm gì thế? Tô Phóng, cậu đừng. Mình muốn gặp Mã Phúc Sơn. Tô Phóng, cậu đừng làm vậy mà. Tô Phóng, thật là. Tô Phóng. Chuyện gì thế? Đụng người rồi. Là mẹ Kim Bảo. Là mẹ Kim Bảo, phải. Là mẹ Kim Bảo, làm sao đây? Mẹ. Mẹ. Đồ không có mắt, thảm quá. Đồ khốn. Đồ khốn, đứng lại đó. Mẹ. Mẹ. Đồ khốn, đứng lại đó. Đại ca, cảm ơn nhé. Cô nương không cần khách sáo. Ta cũng là vừa khéo đi ngang qua. Cưỡi ngựa cũng hung dữ quá đó. Một người sống sờ sờ là tôi, nằm ngay đây mà hắn cứ như không thấy. Có phải mù không? Nhìn y phục, cô nương không giống người bản địa. Nếu lần sau còn gặp ngựa của Dương phủ thì phải mau tránh ra. Thời cổ đại cũng có hội đua xe sao? Hội đua xe là sao? Không phải hội ngựa điên. Hội ngựa điên sao? Không hiểu. Xem ra cô nương không quen người này. Người này là công tử của Nguyện Lệnh Diêu Mộc. Đừng nói là đâm người, dù hắn có đâm chết người tới Nguyện gia thì cũng như đi trên đất bằng. Ra là thời cổ đại cũng có con ông cháu cha, có gì giỏi đâu. Thì là quên quan ra chợ thôi mà. Đi thông thả, tạm biệt. Xem đi, văn hoa mới đây. Quân là ai vậy? Tại hạ Diệp Phàm, là một quả sư. Quả sư? Cô nương, cô từ đâu tới vậy? Sao lại từ trên trời rơi xuống, làm hỏng đồ của ta?
cái này không dễ giải thích lắm. Đại ca đây, tôi mới tới nơi này, lạ nước lạ cái, lạc mất bạn bè, có thể giới thiệu chỗ ở cho tôi không? Được, cô nương theo ta. Cảm ơn đại ca. Chân cô không sao chứ? Không sao, không sao. Vậy thì tốt rồi, mời cô nương. Đợi đã. Đợi đã. Mời cô nương. Cô nương chờ chút. Huynh cười gì? Cô nương, thật sự xin lỗi. Vừa nãy lúc tại hạ vẽ tranh, tay dính đầy màu. Huynh làm tôi thành Hello Kitty rồi. Đợi đã cô nương. Hello Kitty. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Từ từ đã. Lão sư phụ ông sao rồi? Cô nương đây, tới từ đâu? Sao ăn mặc lạ lùng thế? Còn treo trên nóc nhà. Cũng may là té lên người của ta. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ báo quan bắt cô đó. Đây chắc là nơi náo nhiệt nhất trong trấn. Ta tới đây gặp bạn cũ. Cô xem đi, nơi này là nhất phẩm lâu, là nơi cho khách uống trà, ngắm dãy múa. Đi thôi. Hai vị khách quan mời vào. Xin mời. Đẹp quá. Đây là vũ đạo gì? Nói chuyện với huynh đó. Điệu múa gì vậy? Bao năm rồi không gặp cô ấy. Múa ngày càng uyển chuyển. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Lão sư phụ, vết thương của ông phải tĩnh dưỡng, đừng cử động. Ta là cái số, phải làm quần quật, đâu tĩnh dưỡng được. Ông muốn làm gì nói với tôi là được. Tôi giúp ông. Tôi ngã trúng ông là tôi sai. Ta làm nghề này, đừng nói là cô không biết. Con gái như cô, nếu mà thấy sẽ bị dọa cho khóc đó. Chưa chắc đâu. Ông nói thẳng đi. Ta là người khám nghiệm tử thi. Trong trăm dặm quanh đây, hễ có án mạng là ta phải tự tới xử lý. Vậy công việc của ông là khám nghiệm tử thi sao? Phải. Làm cô nương sợ rồi phải không? Thật sao ông? Là người khám nghiệm tử thi thật sao? Nghề nghiệp vĩ đại thế. Đây là chuyện tôi mơ ước đã lâu. Cô Tử Quyên, sao huynh lại tới đây? Nghe nói muội về mở quán trà. Xem ra kinh doanh khá đó. Không biết có thể thu nhận bạn cũ gặp nạn không? Đại thiếu gia Phong Lưu Quynh, sao có thể để mắt tiệm nhỏ của ta chứ? Chê cười rồi. Người gặp nạn không phải tại hạ, mà là thượng quan cô nương. Thượng quan cô nương lạc mất bạn, không biết có thể ở nhất phẩm lâu tạm vài ngày không?
Cô ấy ăn mặc lạ quá. Ta sai người đổi cho cô bộ đồ khác. Được rồi, cảm ơn.